trên mạng ấy chúng nó mẹ mày còn đồ mẹ mày mấy cái đó ra mạng đâu mấy cái gì nhỉ? mấy cái mấy cái mấy cái, mấy cái gọi là thứ âm mưu căng thẳng quá đi nó là, hải ghét tôi rồi hải không lên livestream bởi vì hải gọi là gì nhỉ chúng tôi gọi là gì nhỉ bằng bằng mặt không bằng lòng thưa các bạn ấy đây cho các bạn xem vụ này mới hộ sạc mới chiều nay tao có dự án cho mày làm này ô được nhà shop house làm được không đấy alo uy tín của tao đấy Mẹ mà chúng tôi là người đi làm rồi Chúng tôi bây giờ bận vai lình Cơm áo gạo tiền đủ cả rồi Xong mẹ mình đứa trên mạng Anh Tuân ghét anh Hải rồi Hai người chia ly rồi Đây chia ly của các bạn, của các bạn đây Chia ly của các bạn đây Mèo ngửa bụng ra cười đây Alo Vấn đề chính ấy là chúng tôi mẹ mình đi làm rồi bận Bị bận bịu rồi Đéo ai rảnh thế cả Nhưng mà Cuộc sống mà Đợi, mạ, tôi, tôi thống nhất về cái drama các bạn muốn nghe không? Các bạn muốn nghe về drama đầu tiên là gì? đạo ý tưởng á à? đạo còn á đi có mẹ chúng mày bị ngu à hỏi tí ai đạo ý tưởng của ai đồ chúng mày cơ ơ ờ, chúng mày đang sỉ nhục tao đấy à hỏi thật ơ ờ, tao biết chúng mày đang nghĩ gì ừ ờ, ơ anh đạo văn của anh huy mà đúng không văn nào của huy nhà em anh hỏi thật văn nào văn nào của huy nhà chúng mày để tôi kể bạn nghe về lịch sử của chuyện chế trên mạng nhá. đi đầu là ai đi đầu là anh võ tòng đánh mèo Nhưng mà không nổi lắm ờ tôi đọc tôi đọc đầu tiên của anh đấy đưa cái chuyện chế lên tầm cao mới là ai là là fanpage chửi thuê đúng không ai à, các bạn mấy thằng ngu mới không biết vụ đấy nổi tiếng cái fanpage chửi thuê ấy, nó nổi tiếng đến cái độ mà vốc dơ gọi là văn chửi thuê rồi trời ơi đây tôi cho các ông xem luôn mẹ mày đây văng chửi thuê đây các ông lên đúng google ông tìm ở đây google mẹ mày văn chửi thuê mẹ mày nói nhiều đúng chưa fanpage chửi thuê này đâu từ tổng hợp văn chửi thuê Chuẩn nhất tổng hợp văn chữ thuê chuyện chữ thuê đúng hơn đây rồi thì loa cái cái mẹ cá cược cờ bạc đây vũ hành hạnh ấn vào cái ok đây khoa học đã chứng minh ok bệnh ngu lây con đường tình bạn chào bác sĩ em là thắm em đã sống chung cùng một con đó heo được bình thường cho lắm cho lắm gần 20 năm dài đằng đẵng em ấy tên là hạnh vũ hành hạnh em kể em sẽ kể cho bác sĩ nghe về những chuyện không tưởng đọc hết cứ lên mạng tìm mấy trang này đọc hết đi đọc hết sạch cho tao có đúng giọng văn idol chúng mày không hỏi thật đúng không đây chính xác là giọng văn idol chúng mày luôn thế ai đạo của chúng mày alo văn nào của huy nhà em từ từ chưa hết đâu bình tĩnh đi ừ lệch làm sao được sau sau khi sau sau này ấy, khi chửi thuê bán đi rồi bán pet đi thì xuất hiện một pet mới là gì nhà trong ngõ pet này pet quá nổi luôn đi cùng với gì đi cùng với lê la với cả một số tay viết khác đấy là hội đấy, đấy là một cái nhóm mà đâu không phải nhóm mà là những người họ chuyên họ chuyên viết mấy chuyện chế của này ấy chế vui như này ấy. nhà trong ngõ với lê la là hai bên truyền cảm hứng nhiều nhất cho tôi chứ đéo phải là mẹ mày huy trần gì đấy nhá thế nhá nói thẳng ra ấy nếu các bạn nói tôi ăn cắp ấy thì ai đồ các bạn cũng ăn cắp thôi ngậm con mẹ mồm vào thế nhá ai chả biết ai trong giới con tang làm chả biết đúng không thích không bảo bảo hỏi hỏi thử anh huy các bạn đi anh con mẹ mày đi ăn cắp thơ đâu anh mới đi ăn, ăn cắp con của nhà trong ngõ không lại chả có cái địt mẹ tổ ăn lồn à đúng không đây tôi chọn câu ví dụ cơ bản đấy nhá nghe cô hỏi quen không tác phát nào là ăn tiền phát đấy đốt phát nào là mặc lồng tóe lửa ơ ờ, anh ơi câu đấy của anh huy mà huy lồng câu đấy của nhà trong ngõ Sao cứ nhận là của mình thế Cái lồn gì vậy Câu nào quá đủ các bạn cơ Hiểu chưa Xong còn gì nữa Linh với chú sáu là bê từ Linh với chú mạnh nhá Kể chuyện hài cho người biết kìa à. Thế sao không nói luôn là chú mạnh với cái Linh của bạn Là mẹ của ông của ông đấy là lấy từ Hương Tịch với cả anh Long Nghiện đi Lấy hết từ Hương Tịch với anh Long Nghiện hết Đúng không Có cái lồn sai Mẹ có hai cần tôi nhắc đến cả cái gì Cái pết xóm ven sông không Xóm ven sông là một bảng đạo chất lượng thấp của nhà trong ngõ lên đấy mà tìm đúng không đọc lại hết đi hả à? thằng nào ăn cắp cơ này đừng có chửi tao ăn cắp bịch mẹ đến cả chính mày cũng ăn cắp thôi thế cho nhanh nhá tìm hiểu chưa mà với cả tao còn đéo ăn cắp cơ nhìn kỹ đọc chúng mày đọc có đọc những gì khi, khi, chúng mày tố tao không làm như mình là người đi đầu thể loại đấy đấy hiểu không cái đấy nó đơn giản là mô típ nhân vật một người bạn hãm lồn và một ông trung niên bị nghiện hiểu không chúng ta lấy nó gắn vào người thân người quen của mình ra một câu chuyện mà cái link của tôi nó còn đéo giống câu chuyện của thằng đấy một tí gì cơ đọc chưa đọc của người ta chưa hay cứ gắng như thế xem hết clip chưa link của nó bị đẩy vào cức không link của nó đi ăn cắp không 90% tác phẩm là trải nghiệm của tôi là tuổi thơ của tôi không giống bất cứ một tác phẩm trên mạng cả một tác phẩm tôi viết ra hơn một nghìn chữ cả, cả nghìn chữ ấy để tôi lồng tiếng xong sao các bạn chỉ vì chỉ vì giống năm sáu câu mà năm sáu câu đéo phải của người ta cơ các bạn bảo là gì là tôi đang cắp ý tưởng cái địt mẹ luôn này là thế là như nào bị ngu không làm đéo có thứ giống nhau duy nhất ấy là cái tên bây giờ là thời phong kiến này phạm húy bây giờ phạm húy là có tội à alo mẹ một lớp bây giờ một lớp bình thường bây giờ có bốn bốn năm con linh rồi thời tôi học cũng thế thời tôi học thời, tôi đi học ấy, cái tên linh phổ biến vậy luôn lớp tôi hai con linh mẹ rồi à ba con linh mẹ rồi trời ơi tên bảo ấy nếu nói tao ăn cắp ấy mày cũng thế thôi ai làm còn tên chả biết đi đầu trong trò này đâu đỉnh cao nhất trò này ấy là Trần Bơm đừng có đừng có nói mình như kiểu vỗ ngực là mình là đỉnh thế thế chả là cái gì đâu đơn giản hóa đi đây là một thể loại nhiều người làm rồi tao và mày cùng kế thừa của, của người đi trước tao có màu của tao mày có màu của mày tao đơn giản thành công trong trong việc marketing hơn mày thôi ư ừ. và đừng có nói là không có tác phẩm của mày không có tao tôi cho các bạn xem cái này từ từ chờ tí mẹ đây Tôi tập tôi viết mấy cái này ấy, từ ngày mùng 9 tháng 9 2020 trong group mẹ mày ổ cầu vồng. Đúng không hiểu vấn đề không? 9 tháng 9 2020 có nghĩa là gì? Là 6 tháng trước khi mà series và tập đầu tiên của hôn nhân có gì vui ra mắt. Đọc chưa? Để tôi kể các bạn nghe chuyện người con gái nam à nhập, chuyện người đối tác da đen của tôi. Đờ mà hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi vừa phát bảng mặc lòng lên công ty và đã nghe thấy, thêm đã nghe thấy tiếng chó sủa ma vang lên cùng tiếng cô hùng múa sạp báo hiệu một ngày làm việc hãm lòng phành phạch thấy điểm thấy điểm như thế tôi cũng muốn xác định về nhà lắm nhưng hiền nhân dậy rồi không làm thì chỉ có ăn cức thôi thời gian cứ thế trôi nhẹ tựa dòng chảy hiền hòa trên dòng sông quê cứ thế này cứ thế này mãi thì thích nhỉ tôi nghĩ nhưng mà bạn ơi tồn tại là đau đớn cái số mình nó là cái số chơi với cô hồn nhiều hơn chơi với người rồi thì mày mong mỏi cái lòng gì không biết nữa tôi ạ dòng chảy êm đềm bị phá vỡ tựa thằng xúc vật nào đấy đái con mẹ xuống thượng nguồn cái gì Tao đã không có mày là không có tao á Tao viết từ rất lâu rồi Cái gì cơ Tao viết dài vãi đái Đủ làm một video đấy Lên group mà tìm 10,2 lực tương tác này Hải phạm việc like này Cái gì có ăn cắp cơ Nếu đấy nó ăn cắp ấy, Cả tao và mày cũng ăn cắp thôi Đơn giản không đấy đơn giản đấy các bạn, ừ, đấy, cứ nói mình ăn các ý tưởng của, của nó ảo tưởng à, đấy, tôi nói các bạn thế là xong hiểu vấn đề chưa? Còn về việc đạo văn, đạo thơ ấy, câu gần nhất là gì? Cái câu gần nhất tôi nói là gì? Tâm hồn tôi là một vườn hoa lá vì sự hãm lồn mà rộn rã tiếng chim đúng không? Câu này đạo của ai? Câu này ở trên mạng á, à? câu thơ chế của nhà văn tố hữu này là tôi nghĩ ra, chứ, 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 chứ thằng nào cũng nghĩ ra trên, trên mạng vào kênh Mercy, Mercy Tuna tìm xuống Getting Over It cách đây một năm đi Ai, ai làm cái đấy câu đấy Nghĩ lại đi Đã bao giờ Tôi có một tôi nhận tất cả thơ tôi trong video của tôi là tôi tự làm không Và đấy mẹ mẹ buồn cười lắm Tôi hỏi các bạn nhé Có biết tại sao mà ca giáo tục ngữ nó, 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 nó phát triển không Đấy là nhờ truyền miệng Giả dụ ông A đang làm ruộng Mệt quá hò lên một câu cho đỡ mệt đi Hò ơi hò ơi Ông B bên cạnh nghe thấy hay Nghe thấy hay hay cũng đỡ mệt Mấy hôm sau đi làm một mình cũng hò lên hò ơi hò ơi bà xe bên cạnh nghe thấy thế cũng làm thế cũng làm theo thế thành phong trào thành ca dao truyền miệng đúng không chứ bây giờ tưởng tượng nhá ông a hò xong hôm sau ông b cũng hò ông a chạy từ đầu làng ra ruộng địt mẹ mày sao mày đã văn của tao ngu à câu của mày đặt trong hoàn cảnh của tao nó là một cái khác hãy hiểu vấn đề như thế đừng có giống nhau rõ ràng quan điểm đi tìm cho tao một video mà thậm chí nhá đừng có nói tôi không tôi ăn cắp không đi nguồn. từ từ chờ cho bạn xem mẹ bằng chứng tay tôi cho bạn xem mẹ luôn heo đây giáo án tăng gái đỉnh cao từ chờ sau quảng cáo gái video của tôi đéo sợ vượt qua tôi kể bạn nghe này ngay mẹ đã, tôi nhánh nhỉ đây 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 vì thế do ngày ấy còn thơ cho nên tôi không thể nào trả lời được câu hỏi là tán gái như thế nào được. Cho đến một ngày tôi yêu một bạn trong lớp. Chuyện tôi yêu nàng. Nhìn cái gì không? Không nhìn cái gì không? Với những người truyền cảm hứng cho tôi ấy, tôi làm rất nghiêm túc trong việc click cho họ. Nhìn cái gì đây không? Nhìn cái gì đây không? Từ từ, mẹ không phải bảo một đúng một video mày làm từ trước lâu lắm rồi. Chú sáu cho cẩn thận này. Nhầm chú tôi dương tính với Mai Thúy. Chờ tí. Ok, lát rồi Lát mạng rồi Cười một nụ cười tỏa nắng làm da tôi đen hẳn đi một tông Dây do hả Tuân? Từ từ chờ chị rửa nốt đít cho con chị em nhé sẽ chẳng có Thì, gì xảy tôi ra. Tôi quên mất ở đâu rồi bạn. Tìm, tìm khó thật lắm. Ngon. Nếu tôi không thấy cảnh tượng hãi hùng là chị thái giò cho tôi bằng bàn tay vừa chạm vào cức của con chị. Cái này có trong có cái này có đi đạo con tang không hỏi tí. Cái này đạo của ai? Cái này ai nghĩ ra? Cái này nhà trong ngõ không có. Ấy. Cái này là ai nghĩ ra? Cái gì mà đạo? Ai đạo của chúng mày? Ai đạo? Giờ hơi mà đạo tao đạo chúng mày làm Đây 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 ngay đây luôn. Tôi đánh giò sẽ thật thơm ngon. Thơm nếu ngon. Tôi không thấy cảnh tượng hãi hùng là chị thái giò cho tôi bằng bàn tay vừa chạm vào cức của con chị. Nắng từ chị tắt như xuân rượu và da tôi lại trắng trở lại. Ông nhìn cái gì đâu Câu tôi tôi không lấy cổ ông lấy là. Con chị. Nắng. Cái gì đây không? Cái gì đây không? Mà thậm chí đến cả cái gì? Cái gì nhỉ? Bạch cổ tích cho người hôi nách. Cái này vợ tôi viết nhưng mà vợ tôi hôm đấy là lấy cảm hứng từ cái chuyện của mình chữ thuê. ngay từ đầu luôn tôi để dưới cả các dòng này luôn kịch bản lấy cảm hứng rất lớn từ chuyện bạch tuyết của fanpage chửi tôi đây. cái gì cơ cái gì cơ có nhìn không các biết cái vít cái video sport không? cái video sport đấy tôi lấy cảm hứng rất lớn từ cái video sport của uber danger và vì tôi biết nó giống gần như giống hệt của video uber danger ấy tôi tắt kiếm tiền video ấy luôn tôi không muốn tôi sống như thế cái gì sống bẩn cơ Đi súng tệ cơ Cái gì Tính chưa Có xem hết không hay chỉ muốn thèm phim Đấy Cuối cùng lại suy yêu câu chuyện thôi các bạn ạ Đấy các bạn có bao giờ người ta Đấy chỉ nhìn người thế người ta nhìn mà, mới, mà chửi mình cái này cái này kia Sao không nhìn cái tích cực đi Tao tạo cho giới trẻ niềm hứng thú với thơ ca có đúng không group bây giờ nói chuyện thực cũng nhiều bạn có nhiều bạn đăng bài thơ ca thứ duyệt đối với nhau nhiều bạn vì tôi mà tìm hiểu được về thơ ca hơn đúng không tôi cho người xem nghe những vần điệu mà họ chưa từng được biết đúng không đúng sốc phải hãm lồn thế tôi cho mẹ mày có vấn đề này có gần như tôi là người đi đầu đúng không tôi là người đi đầu có mẹ trên youtube luôn nghĩ sao không nhìn cái tích cực đi đạo cái lồn gì thế mà bảo đạo người ta đạo đấy là đạo gì đạo của những đạo gần cả đấy đấy nhưng clip của tôi có đạo đến tầm mẹ mày còn chưa đến 10% phần trăm thì đạo cái đéo gì giống nhau ở điểm gì đọc cái đấy đi xong cho so sánh của tôi xem nào giống không giống cái lồn giống cuối cùng ấy nó vẫn là câu chuyện con gà tức nhau tiếng gáy thôi tao thành công đến thế này còn mày thì không vì thế mày thèm cái mày thèm tí gì đấy từ tao đấy thế thôi muốn có phê mẹ nói một câu đi cho mà không tiếc cái gì đâu đấy thế cho nhanh mẹ còn câu chuyện tiếp theo, các bạn câu chuyện vấn đề tiếp theo cay đắng hơn này. Ơ ơ thế, ơ thế chuyện đấy anh chém gió ra. Địch mẹ tôi cay vãi lồn các bạn. Địch mẹ chuyện của tôi có thể là 50% là ảo, nhưng chắc chắn phải trên 50 là thật. Đi con mẹ đây. Drama nổ từ hai ngày trước đúng không? trời ơi, kêu ơi là ơi. Tôi đố ông nào để tủ lạnh đã dọn xong rồi. Dọn xong dọn xong cơ bản rồi nhưng cắm điện không lên. Thế bị kia đi. Tôi đố ông nào để hai ngày drama thôi mà thế này cái này em bảo thầy bảo tôi rằng dựng. Em đã làm gì thế này? Để đã dọn xong rồi đấy. Tôi chết ở đây thôi. Thưa ngài, lấy cái. Mà nhìn các bạn nhìn phong các bạn nhìn phong cảnh đây này, phong cảnh đây là nhà khác của mẹ luôn, đúng chưa? Đúng chuẩn chưa? Có phải nhà tôi bây giờ không? Có nghi đâu. Tôi kể chuyện có thể 50 ảo nhưng chắc chắn trên 50 là thật. Đừng có nói chuyện kiểu đấy. Sao có mấy đứa kiểu gì là mẹ... Ừ. Kiểu như các bạn bảo là nhân vật của tôi kể không có thật là đi bê ăn cắp về. Nó đơn giản là mô típ nhân vật tôi cầm về tôi áp lên những người tôi quen. Từ đấy ra câu chuyện của tôi chứ không phải là mẹ mà tôi bê nguyên từ người ta về. Đừng có ngu nữa hiểu không? Muốn, các bạn muốn cậu muốn biết thật hay không gì? Mẹ tôi, tôi, tôi hôm nay tôi cú lắm rồi tôi đọc mấy comment tôi cú lắm rồi ấy đừng có nhìn xung quanh nhìn cái nền đi nhìn cái khung cảnh đi có đúng cái này khớp luôn với cái nhà mà tôi kể các bạn câu chuyện vợ tôi uh, treo chuông gió trong nhà xong rồi gọi ma như kiểu đêm kêu như gọi ma không đúng không ngậm cái mồm vào bởi vì sao đây là nhà tao ảnh tìm trên mạng để tìm trên mạng đi có không làm đéo có ảnh này tao chụp đâu ảo đâu đơn giản không nhầm làm sao được nhà tôi mà ai chả biết trên đấy khi lên livestream còn cái cái tôi khó chịu nhất là gì ông tuân không như trên livestream ông kể đâu không có tiền đâu làm phong bạc thôi làm gì có kinh nghiệm gì để chia sẻ đi con mẹ chúng mày muốn tao flexing như gì tôi thực sự muốn ấy tôi rất thích cái tên gọi là chú tức hai k tư với cái mức lương 5 triệu mốt để tôi lên để tôi để tôi, để tôi, để tôi, chơi với các bạn kiểu như tôi cứ thấy có cảm thấy mình gần gũi các bạn hơn ấy các bạn không thấy tôi gần gũi với các bạn hơn tôi không thích tôi không thích khoe cái khả năng của mình ví dụ nào cả hiểu không để mình nó sẽ khiến tôi xa rời fan của mình được rồi chúng hay tơ nó không ai muốn được gì tao sẽ flex cho lúc chúng mày xem nhá một phần nhỏ những gì tao có nhá đấy nhá tôi kể bạn câu chuyện thật ra rất may vụ này ấy, là tôi với con linh coi trò đây là gì là cá cược với nhau là đứa nào giàu hơn phải giờ bác thế là tôi với con linh mỗi mỗi chủ nhật các thường coi trò đấy là bác với nhau là chưa ảnh mẹ mày ra sản của nhau ra để khè được còn lại không phải giờ bác các bạn nhớ hồi tôi bảo các bạn về cổ phiếu Hòa Phát không? Các bạn tôi nhiều đứa trên đăng bài bảo tôi mõm. Bảo là mẹ mày mõm nói thế tại sao mua không? Điều đấy, điều như thế đây, bố mày có nguyên ảnh năm ngoái luôn, định năm trước ngồi trước năm ngoái phát sinh vô linh. Nhìn kỹ vào app của MBB chủ nhật ngày 29 tháng 11 2020. Hòa Phát HPG thường 97.500 cổ phiếu. Tự nhiên ra tiền đi đây là một trong những tài khoản tao có tao có rất tao cái vào lúc tôi nói ở đấy tôi có rất nhiều tài khoản đang như này còn rất nhiều cái nữa tí cho các bạn xem sau một hai cái mặc dù tôi có mấy đấy đấy tự nhân ra tiền đi thế nhá xong chưa ăn cắp á, tìm trên mạng đi lên mạng tìm cái này đi có không người ta có cho chúng mày có cái này không làm đéo có tại sao tài khoản của tao mà ảo á thích ảo không tao tao còn ảo chúng mày không Thế là thì quá khứ nhá, muốn thì hiện tại không? Thì hiện tại nhá. Mà nhìn biết đấy, app Techcombank, stock đây, trong hiệu quả đầu tư đây một cái app tôi dùng một nước sóng đây, hiệu quả đầu tư đây. 105,9%, gần như gấp đôi gia sản. Đấy. Tại sao anh không khoe mẹ luôn cái cổ phiếu đã chụp đi, cổ phiếu đã mua đi? Thế tao cho chúng mày cổ phiếu chúng mày mua à? Tao dạy chúng mày làm giàu à? Đéo, làm đéo chuyện đấy, đéo cho cho hay, hay tờ làm giàu bao giờ. Canh chắc bây giờ nhiều hater tờ lắm, tao đéo chúng mày cậu làm giàu đâu, thế nhá. Được chưa? Mà bảo thích thế này mà lại tưởng thế này là đủ ấy á. Tài sản của tôi. Tìm trên mạng ấy đéo có đâu, giống hệt như này đéo có đâu. Thế nhá. Mà đao ảnh về máy đi. Có phải Photoshop không? Đéo có đâu, nhìn gì chưa? Tiền nhàng rỗi trời lướt sóng. Để nguyên chờ thời điểm nước sóng. Đấy, nhìn đi. Xem đi. Bao nhiêu đây? Tự tính số đi. Chúng mày may ấy là hết, chúng mày thật sự may ấy nhìn là năm là đầu năm ngoái Zalo nó xóa hết, nó xóa hết mẹ tin nhắn rồi. Bị đầu năm ngoái có một vụ là tôi bỏ 4 tỷ tôi mua vàng cơ. Nó mất tin nhắn ấy rồi, mà may đấy, mẹ thề. Thích tao fake không? Mà công không cần phải nhìn ngay đâu xa đâu. Mấy buổi livestream stream mà các, các bạn hay xem tôi, các bạn hay các bạn biết đúng không? Buổi live stream tôi hay phím hay, hay bong mồm tôi phím mọi mấy con ấy. VPG, CKG. Mẹ tôi cho các bạn xem luôn hồi tôi phím cho các bạn CKG ấy, nó bao nhiêu nó là 16 đúng không? 16 Bây giờ bao nhiêu Tìm hộ tôi cái Bây giờ bao nhiêu Bây giờ 41 Hồi tôi bảo các 16 các bạn Bây giờ 41 Anh không có khả năng Anh không có kinh nghiệm chứng khoán á VPG tôi bảo bao nhiêu VPG tôi bảo các bạn hồi 22 đúng không Hồi 22 tôi bảo các bạn thay đùa các bạn trên kênh chat là mua VPG đi Bây giờ bao nhiêu 59,3 nhưng mà đã đã, đã trả cổ tức qua cổ phiếu nhưng mà điều chỉnh xuống rồi Còn mốc ban đầu ấy là 70 mấy từ hai đến bảy mấy gấp ba gần gấp ba hơn gấp hơn 3 lần. Cái gì? Cái gì? Đúng không? Ai xem livestream nhớ này. Tôi lừa các bạn bao giờ? Tôi fake các bạn bao giờ? Hay còn nhớ một cái thông tin nhắc luôn cái đa ba cô hay như nào nữa? Muốn tôi làm gì đó để, để, để chứng tỏ bây giờ? Tôi cho các bạn mọi thứ các bạn đòi hỏi rồi đấy Mà sắp tới mình thầy không còn chưa thỏa mãn ấy mẹ chắc từ mai tôi về con tôi chụp con mẹ chồng sổ đỏ trong trong két ra quá rồi ơi hôm qua các bạn xem ở nhà shop hầu ấy cũng sắp có đấy hôm qua sắp không mấy hôm nữa hải, hải đi làm ở đây nhà đấy đấy đừng có bao giờ hỏi đừng có bao giờ nói với chuyện với tôi mấy cái chuyện như kiểu chú fake cái gì trên mạng tôi không bỏ fake cái gì cả hiểu chưa tôi bảo các bạn câu chuyện từ đầu hồi đầu tôi hứa các bạn rồi là tiền từ youtube ấy tôi luôn giữ nó lại cho cuối năm để để tôi làm từ thiện ông tôi ngày trước là làm cách mạng bên biên giới trung quốc với cao bằng ông tôi ông tôi thương những người vùng cao lắm thế đến tận tôi bây giờ tôi cũng hay tôi, tết nào tôi cũng tôi, tôi vợ tôi với cả con linh ấy, cũng gia đình tôi cũng quyên góp tiền để, để làm từ thiện hết tiền từ youtube ấy năm nay hình như như là tôi chỉ để ngân hàng như ba mươi bốn mươi nghìn đô ấy tầm đấy Tôi không dùng mục đồng nào cho tôi. Tất cả số đấy tiền thì, Tiền duy trì kênh, tiền trả lương cho móc, tiền chạy thì, tiền trả lương attic, trả lương người vẽ là hực mục project hơn 10 triệu. Lương tạo đâu, tiền tạo event các bạn là tiền túi của tôi hết. Tôi không động tới mục đồng nào của các bạn của YouTube luôn. Đấy. Nghĩ đi. nghĩ mà xem mấy hôm trước tôi đọc trên youtube tôi, tôi trên, trên facebook tôi đọc cái gì không em cảm thấy bị phản bội cái gì em cảm thấy bị phản bội á em thất vọng vì cái gì từ hồi làm youtube ấy tôi chưa từng giúp ra được một đồng nào cho bản thân mình luôn ấy các bạn thấy tôi nhận quảng cáo một lần nào chưa tôi chưa nhận quảng cáo một lần nào có thấy tôi để quảng cáo giữa video bao giờ chưa? Chưa Tất cả đều nằm ở cuối Sống lỗi á Một phút gì? Anh sống lỗi Các bạn thấy bất kỳ cô gái nào Lên mạng tố cáo tôi là mẹ mày Tố cáo tôi là kiểu như là mẹ cuối dối tình dục cái gì chưa? Tố cáo chưa? Hay đơn giản là truyền miệng nhau thôi Nghĩ đi Đấy, nghĩ mà xem nha à, Cái người, tôi buồn các bạn phải lùng Cái người sẵn sàng thức đi 4 năm giờ sáng cho các bạn Chạy deadline Làm video các bạn Các bạn không nghe Người buông vài câu trên mạng Các bạn chửi tôi luôn Hay Hay Chịu rồi. tôi thức đến hai ba giờ sáng tôi làm gì tôi chia sẻ kinh nghiệm với các bạn tôi dạy các bạn bẫy đi làm bẫy của việc gọi là bẫy thực tập cách điều lương với sếp cách làm quen với đồng nghiệp cách làm sao khi bị đồng nghiệp bắt lạc bắt 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 nạt tôi dạy các bạn hết mẹ thế mà đấy nhìn đấy hay lắm đỉnh luôn mẹ các gọi từ hồi làm youtube tới giờ ấy tôi chưa giữ cho mình một cái gì đâu không một cái gì đéo đéo và đéo khổ lắm cơ cái gì đẹp nhất mình cho hết tôi tặng các bạn hết Chất xám có bao nhiêu cái gì hay ho siêu tầm được cho các bạn hết chia sẻ hết giờ thì nói tôi nghe ai mới là người cảm thấy bị phạt bội ai tôi đấy đủ đủ đấy Đấy Buồn luôn Đọc xong buồn luôn Thấy chưa Phang mình đéo tin mình cơ Hay lắm Nhà phúc trên mạng Đau lòng chưa Trời ơi Cái thế là thấy chính của ai Tôi là người trắng sóng Chứ bây giờ dụ nha Tôi mà để vợ tôi hay có Linh mà lộ mặt hay lộ info ấy Thì người ăn chửi đéo phải tôi đâu Mà cả vợ tôi cả Linh May quá Mẹ mà mỗi tôi lộ mặt Thấy chưa nhưng mà tôi không sao đâu, tao nói thật với các bạn, tôi thực sự tôi tôi đùa chứ tôi vẫn thương các bạn mà, không sao đâu. Mẹ... Nhưng mà đấy, nói gì thì nói thì chú vẫn thương chúng mày lắm. Cứ tiếp tục thì, mà, 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 mà... chúng mày thật chú cảnh sát ấy. Cứ đi theo bóng lưng của chú đi, chú không dắt chúng mày đi sai đường đâu. Yên tâm, nhưng mà sau lần này ấy, hứa với nhau ấy, là mình phải tin tưởng nhau, đúng không? Sau lần này phải tin tưởng nhau chứ mẹ chúng mày sống đâu kiểu mẹ cứ ai nói cái gì đấy là chúng mày bắt đầu mẹ bị mày... lay chuyển, chúng mày bắt đầu mày nghi ngờ chú là mà chúng mày chết. Thật. Chú bảo thật chúng mày nha, kinh nghiệm mà chú chia sẻ trên livestream sai không? có kinh nghiệm nghiệm sai không từ việc cho giấy vệ băng vệ sinh màu dày cho đến việc yêu lương với sếp tự tin biết giá trị của mình có sai hay không không sai cái nào luôn nhỉ học tiếng anh học ngoại ngữ ấy chú dạy chúng mày hết cách tính thất bại không cái cách mà kiểu như là dùng áp dụng mọi thứ bằng tiếng việt hàng ngày ấy thay bằng tiếng anh tiếng pháp ấy khác biệt không khác biệt chứ chú dạy chúng tập, tập gym cơ mà tập gym cho đúng cơ mà đấy nó không phải tin tưởng nhau một tí đi cứ nghe một tí chuyện trên mạng lao là chọn thảo luận đi mẹ chịu còn mẹ mày lời cuối này tao nói bọn hay tờ ấy bọn mà vẫn ghét tao ấy mẹ mà... ừ. tao có trong tay cái gì đấy chúng mày chỉ thấy một phần nhỏ thôi không đấy là chỉ là cổ phiếu thôi tao chưa cho mày thấy bất động sản đấy ừ nên là đừng có bao giờ mẹ mày nói chuyện trên mạng về tao như kiểu là mẹ mày tao tao phong bạc cái như nào tao đéo phách vùng cái gì cả tao là sống riêu đúng không Real rap Đừng có con... chiêu tức tao Mà tao bảo lần nữa này Cứ tiếp tục ghét tao đi Ghét nhiều vào Kéo thêm người xem đến Kéo theo kéo thêm người xem đến với tao đi Vì có lẽ đấy ấy, là thứ duy nhất có ích cho mày làm cho cuộc đời đấy Cúi thấp đầu xuống Đừng ngẩng lên muốn phận thấy tao đấy Mai cũng đêm muộn rồi Đừng ngủ làm gì Ác mộng mới phải của tao đấy Nhá Nhớ chưa Né sao vậy? Còn mà câu chuyện cuối tôi nói đến mấy cái vụ youtuber gì đấy Tôi bảo chúng mày nghe này mẹ đã làm reaction ấy Thì làm cẩn thận vào cái đi con mẹ làm reaction ấy Quy tắc đầu tiên là gì Là xem con mẹ cả clip đi Xem hết đi Xem hết Nói ý tưởng chung Xong có quay lại Pau ở những cái đoạn mà mình thấy Kim từng nói Rồi nói Đấy là cách để reaction Reaction như đéo phải cái kiểu Mẹ reaction đến một đoạn Dừng xong một câu cái tắt Dừng video xong rồi nói một đoạn cái đi mẹ đấy là cách làm của bọn nhổ làm viên cắt ghép là chỉnh sửa làm thế đừng làm còn hơn hiểu chưa làm thế đưa tèo tao react còn hơn đấy và đừng có nghĩ đừng có đưa cho mình cái xanh cho bọn fan chúng mày là gì cả là gì như thế nào là idol của mình làm vì công lý idol của mình làm cái này để đem lại công lý cho youtube youtube gì đấy không idol chúng mày làm vì view vì cái này đang hot vì cái này sẽ đem lại gọi gì đem lại tiền cho nó đừng có nghĩ những chuyện đấy là nó làm vì công lý vì chúng mày cái gì cả vì view hết trên mạng là thế tỉnh táo anh đi, chả ai mẹ vì kiểu cái đâu, tuổi bao nhiêu á? tuổi chú bao nhiêu á? tuổi chú hai k4, thế cho nhanh, Từ anh tao chỉ nhận tao hai k4, từ anh tao nhận luôn trên này, từ anh tao bảo luôn ấy, sẽ đéo có một clip nào nói về tôi nói về tôi, tôi kể chuyện về, về gia đình đấy, thế cho nhanh, không có một clip nào nữa, tôi quá mệt mỏi với chuyện ở này rồi, không có clip nào nữa đâu, Hấy. mấy ngày nay ấy vợ tôi anh vẫn dục tôi là xóa mẹ kênh youtube đi, đéo dùng đéo làm nữa, thôi vẫn, tôi vẫn cố làm ấy rồi áp lực bỏ mẹ đi làm hết sức cho chúng nó chúng nó mẹ làm thế này với mình như lồng đấy khổ lắm chú hai k tư bao tuổi á, hai thải cũng hai k tư thế cho nhanh từ nay chỉ thế thôi đỡ dễ đỡ phải hỏi hỏi gì nhiều cho nhanh nhá đỡ một cồng thể cứ trả lời trả lùng đi mẹ đấy tôi cho tôi khép riêu với các bạn luôn đấy không phải tôi không không phải tôi không làm clip vì dỗi vì tôi tôi nhận ra sau vụ tôi nhận ra một điều ấy là cộng đồng mạng quá hung hăng rất có thể nhanh sau này giả dụ nhá mà tôi làm cái vlog tập gym dạy các bạn tập gym đi mà nó lại gọi là gì nhỉ làm lộ info vợ tôi đi đúng không thì điều gì xảy ra vợ tôi bị công kích drama nổ ra vợ tôi ăn đòn đầu tiên đúng không không ai đặt vợ mình vào trạng thái nguy hiểm cả không không phải là tôi không phải là các bạn đấy không lên em tổ tôi nghĩ tôi dừng series ở đây rồi tôi nói tôi làm cái series nói về đời sống mới tốt hơn làm mấy series của đấy khổ lắm đấy nhá tôi thế thôi mà các bạn bây giờ nhá có ai hỏi các bạn tuân bao nhiêu tuổi tuân hai k tư cho nhanh đừng có nói nhiều tôi là nhân vật ảo tuân là ảo tuân đéo có thật tiền của tôi cũng là ảo hết đấy vừa các bạn thấy vừa thấy là tiền trên meta vớt đâu phải tiền của tôi đâu nhá chấm hết cái câu chuyện ở đây nhá không tôi không bỏ kênh tôi vẫn làm video mà tôi đừng bỏ kênh tôi vẫn làm video tôi vẫn livestream nhưng tôi không tôi đã tránh hết sức để nói về gia đình tôi bởi vì sao cộng đồng mạng nhiều đấy thoải mái chú vẫn ở đây với chúng mày mà thoải mái đi chú vẫn lên chia sẻ với chúng mày về câu chuyện nhưng mà các bạn là hôm nay tôi hơi mệt mà hôm nay tôi sẽ họp sớm tầm chín giờ mười lăm chín giờ hai mươi tôi họp các bạn thấy nhá vì hôm nay tôi bị tôi bị thế tụi đuối các bạn mấy ngoài drama drama mùng này tôi thấy tôi thấy bị mất năng lượng buồn lắm các bạn tôi họp sớm ấy, chắc vì thế đấy khổ lắm anh nói nói chuyện nhau thêm tí nữa tôi họp là vừa đấy thấy chưa tôi không giữ lại cái gì cho mình luôn ấy Địch mẹ thế mà vẫn người chửi mình luôn buông luôn ở đấy nha sau vụ này ấy tin tưởng nhau tí đi địch mẹ tề mẹ chúng mày hơi tí chúng mày cứ mẹ suốt ngày lên live stream mẹ cứ chú chú cháu cháu với nhau mẹ yêu tình thương mến thương lắm bùm một phát mẹ drama nổ ra ôi địch mẹ ăn tương nhá ừ, phải lồn thôi xong rồi tình chú cháu mẹ như cái rách lồn đi đấy thương thương nhau tí đấy mẹ em tin tưởng nhau tí đấy móc móc tay đây từ chúng mày để tay lên màn hình đi, để tay ngón tay trái lên màn hình đi móc móc ngoặc tay hứa nhau cái mẹ là từ nay không được quay lưng lại với nhau mẹ không là thế là sống thế là sống lỗi rồi mẹ khổ lắm mà đấy, đấy khi tôi để tôi ác quỷ xuất hiện các bạn tôi là tôi tôi nói thật tôi không thanh lịch nữa tôi trở thành tôi giang rét trở thành như thế úi rồi còn series hôn nhân có gì vui ông chú không hết rồi con. hết hết thật rồi rồi. chú không làm nữa đâu mẹ vợ chú hôm mới trước vợ chú nhức khoác bảo chú là xóa kênh youtube mà sợ lắm nên chú làm tiếp sợ mấy drama diễn ra chắc chú chết thôi bỏ qua nên không làm mấy đấy nữa đâu vợ chú đang dứt khoát bảo chú xóa phải xóa kênh youtube ấy, bởi vì nó gây áp lực cho 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 chú nó không sao chú không bỏ đâu không không bỏ chúng mày đâu bị tĩnh đi không bỏ đâu tao hứa không bỏ hứa không bỏ hứa, 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 hứa nhưng mà không sao làm cái khác làm không làm làm cái khác mình làm series khác có gì đâu còn sẽ đi tập gym cơ mà đừng lo tôi với con linh đang lên ý tưởng làm sẽ đi tập gym rồi mẹ chúng tôi đô lắm hợp lý bạn nào không hiểu chuyện xảy ra thì tua lại nhá đấy và nhớ nhá chúng ta nhớ nhau là hứa với nhau thế rồi nhá xong bây giờ gì đã con gì hứa gì nhá là chú tôi bao tuổi chú tôi hai k cho thế nhanh đỡ mất công mẹ mới làm tọc mạch khổ bỏ mẹ đi chú tôi là nhân vật ảo mẹ là nhân vật của metaverse youtuber đó có thật cho nhanh đỡ mất công mạnh Đấy xong sắp, sắp ngày mai tôi cắt có mẹ clip này tôi đăng lên tôi đăng lên kênh luôn đỡ mất công mẹ mày cắt đỡ mất công bà bảo, bảo tao là lên livestream nói chuyện hàng bố mày nói thẳng thế, thế luôn Cho dễ thế nhá mẹ có mấy cái drama tôi có thể đọc trên mạng cú cú vãi lùng nào cũng mấy đứa nó đọc, đọc các thứ âm mưu bố của vợ tôi vẫn sống cái ỉ con mẹ nghe cú vãi lùng không mẹ tôi thì các bạn cảm tưởng vợ tôi đọc được như thế nào Hả? À, tôi nói các bạn Các bạn đừng nghĩ trong đầu xem Giả dụ cái con mình như đấy vận đọc được như thế nào Là bố chị vẫn sống Cái địt Nghe cú vãi đồ nghe tôi nghe tôi nghiến răng luôn ý Các chấp nhận được thề Bọn trẻ như lùng đấy, respect với nhau thế Đọc nên cú nhưng tôi bảo thế tôi, tôi chính là cái quyết định quyết định của tôi là quyết định không lộ mà không lộ info ấy loại chính loại chuẩn xác vãi lùng các bạn chuẩn xác đéo chịu được chính vì thế mà mẹ nó bị cái kia cú vãi lùng ra mẹ nhờ của drama view lên kê thế ở đây thế nha đây là người bắt sóng các bạn từ đấy chú tôi ba mươi nghìn view holy moly, có ai mơ đến ngày này bao giờ không nhưng rất tiếc đây đéo phải là mấy nền tảng khác đây là youtube chủ đéo đồng nào cả buồn quá nỗi buồn chín mà đi cái player duo vẫn lỗi alo mẹ thử reset chắc lại là... cái chắc này Ê ông nào mẹ tôi thật không khều không phải khều nhá. Tôi đang mẹ buồn quá rồi tôi không khều được nên là ông nào hãy donate tôi một đồng. À đây rồi. Cố lên anh. Cảm ơn các em nha. Mẹ thề cái đùa hồi nách reset lại với sau. Cái gì? Lỗi. Các bạn hỏi thì các bạn thích các bạn thích stream không có nhạc hay stream có nhạc hơn? Đó, cửa sở chim có nhạc không nhạc như này hay sở chim tưng 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 như vừa nãy ấy các bạn thích cái nào hơn, hỏi đi Khảo sát cái Cộng đồng mạng bây giờ như một cái chợ luôn có vài đống giá Chóp đó có cả rác tái chế được và rác không tái chế được anh càng nổi giận là bọn nó đạt được mục đích rồi không em anh đi em điên à chính vì mình làm như nhá những cái bạn fan mà tin tưởng mình này sẽ gắn bó với mình hơn đúng không? các bạn tin tưởng tôi mãi tin chú mặt cười Ê, đây yêu yêu chí nha. ừ đấy ôi rồi tôi sắp tới tôi, 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 tôi viết tiểu thuyết tôi rảnh rảnh tôi mà tôi, 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 tôi thề các bạn luôn vụ này cái vụ này ok chú mặt cười stream có tiếng chửi của chú tuân có nhận ở ừ. chính ra tôi tụi bảo với bản thân mình là sau vụ này mình nên mình nên mà mình xóa mẹ youtube đi xong mình uh, viết tiểu thuyết nhưng mà nghĩ lại thôi thích làm youtube hơn nên mới lại làm ý anh ơi xem lâu rồi anh lộ mặt thì hay hơn đó à mẹ em thao lỗ mẹ lộ chúng công kích tao hả à? đéo được mẹ dù tao biết tao đẹp trai mà thật mẹ nhan sắc đã thắng nổ bao nhiêu nàng thơ này mà mẹ lộ là chết thật các bạn gái các bạn nữ sẽ buồn lắm chú tuân chú Tương có vợ rồi đừng theo đuổi chúng mày ơi Ui ừ, buồn thế buồn nẫu ruột này thông báo chúng mày luôn nha kệ mấy thằng ngu dia em sáng đọc quả thang ngu lz kia đăng mà thấy mùi chất thải vờ lờ đấy khổ lắm em bảo các bạn luôn này chú tuân bây giờ 16% body fat 65 cân trời ơi cơ khỏi nói nhá mẹ chúng chú mày luôn này bây giờ nhá chú tôi chính là hình mẫu của giới trẻ của mẹ luôn ấy trời đất ơi từ chiều đến giờ cháu vô cùng mong chờ streamer của chú để sáng tỏ mọi chuyện cho bọn anti fan thấy rõ và tụi cháu luôn ủng hộ chú chú tuân đúng là một quý ngài đối với bọn cháu mặt cười cảm ơn con nhá cảm ơn con đấy thế là mình phải mẹ mình làm rõ mấy chuyện của mày ra cho fan người tin tưởng mình chứ chính ra mẹ tôi đọc mấy clip như kiểu đấy Tuna giấu bé ba cảm ơn em nha ừ, chính ra nhá chính ra cái vụ chính ra cái vụ uh, gì nhỉ cái vụ uh, cái vụ này lại hay bởi vì sao tôi nhận ra một điều ấy là mẹ mày fan phải không trung thành như mình nghĩ vài bạn trung thành lắm nhưng mà vài bạn thì không đúng không ừ các bạn dễ dao các bạn dễ dao động quá ừ, chính ra sau này mà drama lớn hơn lỗ ra như kiểu tôi với vtv thì thấy ấy, chết đúng là các bạn quay đầu nhanh lắm thế kể là. cộng đồng mạng cháu vẫn ủng hộ và bên cạnh chú khi nào chú còn like cháu vẫn sẽ còn xem cảm ơn lily nhá cảm ơn con đấy thế là xong nha tôi chấm dứt câu chuyện ở đây nhá tôi không một tôi không bao giờ nhắc cái chuyện này nữa dù người ta có rap như nào tôi không bao giờ nhắc chuyện này nữa nha cho tôi muốn lan truyền sự tích cực tôi muốn lên livestream tích cực tôi muốn các bạn vui vẻ khi lên livestream dù có dơ da ma bốc phốt chú thì cháu vẫn là một fan chân chính của chú chú chip à block này rồi chết đấy vui mà ừ Hồi trước nghe nói tiền đâu nét chú dùng để từ thiện Bây giờ cháu hiểu rồi Ờ ừ, chú dùng Từ ngày, từ hồi chú mới làm ấy Từ hồi mà chú còn mẹ mày như là từ hồi chú là chim được 30, 40 người xem ấy Là chú đã nói với mọi người thế rồi là Hứa với nhau luôn câu đấy là gì Là từ bây giờ ấy Tiền từ Youtube Tiền từ Donate ấy Là trích vào một tài khoản <laughs> riêng Tài khoản đấy Toàn đói phêm cả thôi Tuna ừ, khổ lắm thề Khổ bãi đái luôn ấy. Tôi, tôi đùa thôi, mấy YouTuber bây giờ đa số như kiểu mấy con chó sang phêm ấy, ở đâu có phêm mà có chúng nó, khổ vãi luôn. Đấy, thì tôi tôi hứa từ hồi 30 30 view rồi là gì là anh em mình sẽ hứa với nhau là tất cả tiền từ donate đến tiền từ YouTube. Okay. Chú ngủ ngon nhá, mặt cười. Tối nay con CX ngủ ngon mặt cười. Con donate 3 lần mà nó miss hiện hu hu hu. Không, chú mới bị lỗi ấy con ạ, đấy. Đấy các bạn ạ. Uh, thống nhất với nhau rồi là tất cả số tiền ấy sẽ dùng vào việc uh, từ thiện chứ không dùng vào việc kia bởi vì giờ tôi nói câu hơi phản cảm nhưng mà tôi có đủ tiền rồi. ai đủ lớn sẽ hiểu ra thôi ba yêu em số 9 ừ đấy mà, mà, mà sắp tới sắp mình cũng phải sinh ra mười bốn bạn ạ hôm nay thì thôi các bạn tôi hơi mệt tôi hôm nay drama tôi mất năng, mất năng lượng quá ê được hỏi thì ông nào cáp tôi đoạn đấy ông đang cái gúp tôi cái đầu mẹ tôi mà tôi lười quá cháu ủng hộ chú ạ. À? Mai cái cáp đăng lên kênh cái, cái hợp lý. Đấy, bye bye các bạn. Tôi nghĩ bye bye các bạn nhá. Ở đây thôi. Hẹn các bạn ngày mai nhá. Mai tôi on tôi bù các bạn từ giờ từ đến trước nhá. Mai bù bù sau các bạn nhá, sau nhá. Hôm mai tôi mệt quá, không hết năng lượng rồi. Không biết drama của tôi khổ quá. Đấy. Bye bye các bạn nhá. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhá. Tôi sẽ đi ôm vợ tôi đi ngủ đây. Tôi mệt quá, mệt, mệt mỏi mệt mỏi mấy ngày lắm rồi. A à đánh CMN bản quyền ừ. ACNDA Nó Nói rác vờ lời ý bú phêm thượng đẳng vờ lờ Má no e đọc em cay vờ lờ đéo ai làm thế con chú chú không thích thế thôi bye bye các bạn nhá tôi đi nạp năng lượng này trời ơi tôi sắp chết rồi tôi đi đây bye bye các bạn nhá chúc các bạn chúc các bạn có buổi tối thứ ba khi thấy dreamer thì cháu biết là bọn bố fem rồi cháu luôn tin chú vừa ăn cắp vừa la làng có món coi nhá chúc các bạn có buổi tối thứ ba ngủ ngon để có ngày thứ tư tràn đầy năng lượng nhá tôi xin các bạn tôi xin ngủ sớm đây xin lỗi các bạn vì hôm nay ọp 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 trễ nhá ờ, ọp sớm nhá xin lỗi các bạn luôn vì việc hôm nay tôi lên livestream tôi làm trò tiêu cực quá nhá rồi ừ, nhưng mà đấy phải nói thẳng mãi đình bye bye các bạn nhá chúc các bạn có một ngày này, tốt lành